Hello, xin chào các anh chị. Em là Công Tokyo. Bên em ấy chuyên order những đôi giày hoặc là những cái dòng sản phẩm chính hãng của Gop, các hãng như Adidas, Nike, Puma, vân vân. Thì hôm nay em có trên tay hai cái đôi giày Gop của Adidas, đó là Tour 360 XT. Đôi này cũng là Tour 360 XT. Thì hai đôi này có cái sự thiết kế hơi khác biệt một chút. Đó là cái đôi 360 XT này thì upper đó là bằng da các anh chị nhé. Đó, em sẽ để tạm đây. Còn cái đôi này thì upper đó là vải dệt Linis, có cái công nghệ Linis của nhà Adidas, tạo sự co giãn rất chi là tuyệt vời nhá. Hai cái đôi này thì đế nó khác nhau nhá. Cái đôi này là đế TF, tức là đế mà chúng ta có thể đi đế này thì các anh chị có thể đi hàng ngày được, vừa chơi golf vừa đi hàng ngày được, không vấn đề gì cả. Đấy, nó có 360 cái boa này, cái rút dây bằng ba này khá là tiện nha các anh chị nhá. Đó, cái upper bên trên bằng da, da khá là mềm mịn. Đây các anh chị có thể. Bên em thì giày là cam kết là chính hãng, bao check hãng và hoàn 10 lần tiền nếu mà phát hiện hàng fake, đây là tem của hãng. Còn cái đôi XT dòng FK này, đế của nó sẽ là đế đinh nhá các anh chị nhá. Cái đế đinh này thì các anh chị có thể tháo ra được, và khi mà tháo cái đế đinh này ra thì chúng ta có thể đi hàng ngày được, không vấn đề gì cả. Còn lắp cái đinh vào thì anh chị rất tự tin đi trên những cái mặt cỏ mềm và trơn trượt. Đó là cái điều đặc biệt của dòng giày Gop. Em nghĩ là các anh chị nên mua những đế như này thì sẽ đảm bảo cho chúng ta chơi được mọi điều kiện. Đấy. Cái đế này là đế boot nhá, cái đế này cũng đế boot. Đấy. Tuy nhiên là cái đế này nó có sự khác biệt, đó là nó hai lớp đế và cái đế bên dưới này sẽ tách biệt. Đấy, tạo ra khoảng trống các anh chị có thể. Cái phần upper này bằng Linis cực kỳ mềm và co giãn rất tốt. Bên cạnh đấy thì cái phần cổ chân này nó làm bằng dạng cổ tất ấy, co giãn khá là tốt. Đó. Thì bên em là chuyên những hàng sale, giá thì đảm bảo là sẽ tốt hơn ở Việt Nam đang bán. Thì qua đây các anh chị có nhu cầu muốn order những đôi giày chính hãng thì có thể liên hệ với em qua đường link mô tả bên dưới. Em là Công Tokyo. Xin cảm ơn các anh chị.